Hôm nay, cô Ba Bé mang sữa từ nhà ra tỉnh thành để bán. Cô đặt liễn sữa gọn gàng giữa nệm bông đội trên đầu. Tin chắc đến nơi vẫn an toàn, không đổ vãi. Cô ăn mặc gọn gàng, chân đi dép mỏng, bước chân nhẹ nhàng thoăn thoắt, lòng tràn ngập hân hoan vui sướng. Vừa đi, cô vừa tính toán. Tiền bán sữa, ta sẽ đem mua ngay 100 quả trứng. Trứng này đem ấp, rồi sẽ nở ra bầy gà 100 con. Lũ chuồn ranh ma, nói giỏi cũng chỉ bắt được vài chú gà con. Số còn lại, ta đem bán, chắc chắn sẽ có đủ tiền mua được một con heo. Khéo chăm nom, vỗ béo, heo này rồi sẽ lớn nhanh như thổi. Ta lại bán heo, lấy tiền mua một con bò cái. Chẳng mấy chốc, bò cái sẽ sinh ra một bầy bé con. Chúng sẽ tung tăng nhảy nhót quanh bò mẹ, trông thật sướng mắt. Nghĩ đến cảnh tươi vui này, cô Ba Bé nổi hứng, tung chân, múa tay trên đường, dường như đang nhảy nhót cùng đàn bò mà cô tưởng tượng ra. Nhưng ôi thôi, liễn sữa nằm trên đầu cô rơi ngay xuống đất, bể tan tành. Trong phút chốc, nào bê, nào bò, nào heo, nào gà bỗng tiêu tan như mây khói. Nhìn sữa đổ vãi linh láng trên đường, cô vừa tiếc của, vừa ân hận về dự tính nông nổi của mình. Bà bé lủi thủi quay về nhà, e sợ còn phải bị phạt mấy roi nữa chứ chẳng chơi.